Vâng, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang những của mình xưa. Nghe thấy bác đó là cây Western bọc vàng của Mỹ xưa thập kỷ 1958 và 60 đời đầu nhé. Vì cái con này là một bên càng nó có chữ bên không thì nó là đời đầu 1960, 58, 1958 đến 60. Cái dòng này với nhiều rồi em về mấy cây rất là mới, đúng không? Khoảng 4 5 cây rất là mới và mỗi cây mua giá khác nhau, chênh nhau là từ vài trăm nghìn đấy ạ. Ngày xưa anh nói anh như áng mây trôi, bốc vàng sáng ánh gương. Cái dòng này đi lướt qua rồi, trong suốt hơn 20 năm qua bán tại nhà và trường trình giới thiệu quá là nhiều rồi. Thông báo cho các bác một cái tin rất là vui, đó là bắt đầu từ tháng 4 năm nay là bên em để là tri ân các bác đã ủng hộ bên em trong suốt hơn 20 năm qua bán tại nhà cũng như một trường trinh, nên là mới nhập một lô kính và kính cổ đồ cổ hơn 1.000 cái, nên là giá rất là tốt. Giá thấp thì coi như là em sẽ bán thấp xuống để các bác này coi như là trước các bác chưa chơi được nay sẽ chơi được, vì trước có một số bác có tâm sự là kinh tế eo hẹp mà chưa chơi được vì nó nhiều tiền quá, thì nay những cái kính cổ là được đao giá xuống thấp xuống để bởi vì là thông thương rồi, trước thì về vận chuyển nó khó quá vì tiền vận chuyển rất là đắt, bây giờ thông thương vận chuyển thì nó cũng bớt đi rồi, thì chính vì thế là giá rất thấp để các bác trước chưa chơi được nay sẽ chơi được và sau này sẽ chơi được nhiều hơn và am hiểu được nhiều đồ cổ đồ xưa hơn khi gặp đúng là những chuyên gia về thẩm định giá đồ cổ xưa tư vấn cố vấn tất cả đồ cổ xưa. Đó là cái giá trị lớn nhất mà khi mua số đồ cổ xưa lâu năm có thương hiệu hơn 20 năm và số điện thoại cũng hơn 20 năm rồi. Westcon thập kỷ 1958 trên 60 rất mới nhá, nguyên zin nhá, bọc vàng sáng ánh gương. Thế còn hàng giả hàng nhái như nước chè để qua đêm 2 3 ngày và hay giấu địa chỉ, thay đổi chỉ mua mua bán hẹn ở nửa đường linh tinh lung tung nhà ga bến xe công cộng cộng đồng thì không được mua trước đó, rủi ro rất lớn. Kinh nghiệm gầm cầu dưới của cái kính này hàng chuẩn năm một Mỹ xưa nhé, biểu tượng logo hãng 1/10 12K GF chuỗi về bên zin mới tinh điển tình xuất sắc, càng phải Westcon MFGCO 1/10 12K 51 phần ha. Dòng này lướt thôi nhá, bởi vì là hơn 20 năm qua giới thiệu quá là nhiều rồi, thế nên là không phải dài dòng văn tự nữa. Sáng cứ kiếm những con mới tinh này thông thường là thị trường đang bán 15 triệu gì, bên em thì 14 triệu 200 hay còn gọi là 14.200k, giá là 14 triệu 200 hay còn gọi là 14.200k mà sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và chất sản phẩm, về hình thức cũng bán và thời gian bán hàng đều ghi dưới video, thời gian mở cửa hàng từ 7 giờ sáng đến 2-3 giờ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả các ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể ngày lễ, với điều kiện và điện thoại chắc chắn tình trạng đơn xuất quá thì em bị thẩm định định giá đồ cổ xưa, vì nhiều bác đến đột xuất quá thì không gặp em, các bác đến 2 lần không gặp, các bác đến chờ mất 1-2 tiếng, thay vì thế điện thoại trước để em nên tiếp đoán từ xa và lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn chuyên sâu đồ cổ xưa. Đó là cái giá trị lớn nhất mà khi mua số đồ cổ xưa có thương hiệu. Em khuyên cáo mua bán thì nên mục sở thị nhà, có làm sao vậy bạn đọc nhá, không nên mua địa chỉ vãng lăng vãng vãng lai và địa chỉ linh tinh địa chỉ lung tung nhá, rất nhiều đường xấu giả danh đấy, nó bắt hết cảnh giác tỉnh cao đầu, không lên nhiều đường đăng ký kênh theo dõi trang có thể là 10.000 người 17.000 người mới làm 1-2 năm thuê đơn vị thứ ba quảng cáo đấy. Thứ ba đó là mình mua bán mình phải rõ ràng về quy trình, chẳng hạn bên em mà rõ ràng là chuyển khoản thì bao ship, chọn ship code thì vô lần là cặp 200k, gửi hàng giao hàng và thu tiền vào ship code rõ ràng. Thì tại sao này những đối tượng kia nó không có địa chỉ mua số điện thoại không, mà toàn sim sim khuyến mại sim rác, không anh ở đâu mang qua xem mình mua mua tôi, đấy là đối tượng bán hàng Trung Quốc giảm ngay thế. Còn nếu bán hàng chuẩn cổ phần xưa ao có thương hiệu như như bên em nhé, quy trình vẫn rất rõ ràng luôn. Vâng, vừa rồi các bạn chia sẻ quan điểm không lớn cả đời những năm tháng buôn ba nước ngoài, em rút ra kinh nghiệm là chọn những nhà sưu tầm lâu năm mua kính cổ đồ cổ phải có vài trăm cái vài nghìn cái thì người ta tư vấn cố vấn tốt hơn, đây am hiểu về ấm chén và vàng này, gốm sứ đồ đồng này, xe đạp cổ, xe máy cổ này, mua cây cảnh đến những nhà vườn ở mấy chục năm và có hàng mấy trăm cây cảnh, mua VAC nữa thì mua cái nhà cây cảnh thì cực yên tâm. Còn mua cây cảnh mà lại mua ở cái mảnh đất trống trống mà thuê bán lan đột biến bán bạch hải đường nữa thì đứt cước luôn. Bạch hải đường thuê cái mảnh vườn, mảnh đất trống trống
trồng mỗi vài thả đường thôi, mấy cây vớ vẩn nữa, thuê đất mà đất đến 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng ủ trái quyền. Đấy còn em còn mắc, các bác để theo dõi để biết bằng ngay. Vâng, rất cảm ơn bác xem video nha. Bác nào mà chưa kênh em nhé, ấn nút đăng ký kênh màu đỏ có phải bên dưới video. Mỗi khi lên kênh, hệ thống nó sẽ gửi tin nhắn rất nhanh, đút 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 điện thoại luôn và ngay trong nắng để lâu nó nguội và lạnh mất. Vâng, xin chào.